Hi guys, cảm ơn mọi người đã quay lại với video tiếp theo của mình. Cho ai chưa gặp mình bao giờ, tên mình là Huyền, hay bên Úc mọi người vẫn gọi là Charity. Mọi người có thể xem qua kênh mình bằng cách ấn link này nha. Phần lớn các bạn ở đây biết mình qua những content mình chia sẻ về việc làm đẹp. Và chỉ sau 8 tuần lập kênh, hiện Booby Family, đây là tên original của mình, đã đạt 1.000 lượt theo dõi. Con số tuy không lớn nhưng mình rất rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn và I can't wait to see how it goes from now. Phải công nhận một điều đó là khi bạn bắt đầu một thứ gì mới, có vô số điều, vô số câu hỏi sẽ cuốn lấy bạn về việc bạn có chắc chắn muốn làm điều này hay không? Lỡ mà làm rồi bị flop thì sao? Lỡ cư dân mạng ném đá thì sao? Lỡ những người bully mình ngày xưa nhìn thấy mình thì sao? Vô vàn những giả thuyết như vậy bám lấy mình. Tuy nhiên mình nhận ra là miễn là bạn đem tới cho người xem những giá trị nhất định từ giáo dục hay giải trí thì nhất định sẽ có sự ủng hộ động viên từ những người nhận những giá trị đó. Vì cũng còn rất mới nên hiện chính bản thân mình vẫn đang khám phá xem những nội dung mình muốn truyền tải tới cộng đồng của mình là gì. Feedback so far đó là mọi người rất chuộng xem content về làm đẹp và có bạn còn cổ vũ mình trở thành beauty blogger. Nhưng mình hy vọng mình có thể chia sẻ nhiều hơn nữa chứ không chỉ về việc làm đẹp. Lý do mình lập kênh, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm đời sống và làm đẹp ra, mình còn muốn đây là nơi lưu trữ những ký ức của bản thân và nó như là một cuốn hồi ký để những bạn nào còn trẻ hơn mình mà vô tình bắt gặp, xem được, các bạn có thể học hỏi được đôi điều về cuộc sống và hy vọng cuộc đời sẽ treat bạn dịu dàng và bình yên hơn. Cuối cùng là mình hy vọng tạo nên một cộng đồng mà dù liên kết qua mạng nhưng chúng mình sẽ cùng nhau trưởng thành trong cuộc đời thật, cùng trở nên xinh đẹp, thông thái, tự tin, quyến rũ, nhanh nhạy, cùng nắm bắt các cơ hội và cùng hưởng thụ những thành tựu mà bản thân xứng đáng nhận được. Cũng nhân dịp 1.000 sub này, mình rất muốn chia sẻ một lát cắt một tuần trong cuộc sống của mình. Ngoài việc ăn ngủ nghỉ đi làm ra thì cuộc sống mình có một chút màu sắc như thế nào để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Mình cũng bao gồm vài tip về làm đẹp cũng như chia sẻ chuyện nọ chuyện kia. Hy vọng mọi người sẽ xem tới cuối video và enjoy video này nha. Đây là quang cảnh trên đường về nhà. Khi còn trẻ thì mình rất thích những chốn đông người, đường phố đông vui nhộn nhịp, gặp gỡ bạn bè là điều không thể thiếu. Mình đến từ đất cảng, thành phố Hải Phòng. Lúc nào phố phường cũng đông đúc vui nhộn và thường dù chỉ đi học về rồi về tới nhà nhưng mà lúc nào cũng tắc đường, nhưng mà vì còn nhỏ nên là mình thấy rất là vui. Rồi khi bắt đầu biết tới Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mình mới nhận ra là tắc đường Hải Phòng chưa thấm vào đâu. Lên học đại học mình sống ở Tokyo, Nhật 2 năm, rồi chuyển sang Sydney và rồi chuyển tới một vùng quê nhỏ hơn để sống. Nhưng mình thấy bình yên nhất vẫn là căn nhà mà mình đang ở đây. Một điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng có nhiều người không thực sự cho rằng là bạn hoàn toàn có quyền làm, đó là bạn có quyền quyết định thay đổi. Những năm 20 tuổi, ta có những ước mơ hoài bão nhất định. Năm 20 tuổi mình nghĩ là mình có cuộc sống figure out tất cả mọi thứ rồi. Mình nghĩ là mình biết mình thích gì, thích ai, muốn sống ở đâu, muốn làm công việc gì. Nhưng qua năm 25 tuổi, mình nhận ra những điều đó không còn phù hợp với bản thân mình nữa. Công việc mơ ước ở tuổi 20 đó không còn làm mình hạnh phúc, ngược lại là mình stress rất nhiều. Những mối quan hệ tưởng chừng đi cùng nhau cả cuộc đời hóa ra lại chỉ là một đoạn đường ngắn thôi. Những người bạn tưởng chừng rất thân thiết đó hóa ra lại không thực sự chân thành. Vậy nên mình tạm dừng tất cả và reset cuộc đời. Và mình có một chấp niệm không thể di rời, đó là từ giờ trở đi, nếu con người, sự vật, sự việc không đóng góp vào niềm hạnh phúc của bản thân mình thì mình sẽ gạt nó ra khỏi cuộc đời. Mình tin là thay đổi không phải là điều xấu, đặc biệt là nếu bạn có quyết định đi ngược lại những gì mà bạn đã biết hay bạn đã muốn. Thực tế là không ai so sánh hay quản được điều này, miễn là bạn hạnh phúc. Đừng nghĩ quá nhiều tới điều người khác muốn hay lo sợ bạn đã dành quá nhiều thời gian, đầu tư quá nhiều công sức cho điều gì khiến bạn sợ và không thể đưa ra quyết định thay đổi. Một điều khiến mình rất hạnh phúc, rất vui và hào hứng đó là khi mà mình đi siêu thị, không phải là shopping quần áo, mà đi siêu thị, đi chợ mua thức ăn nha. Một điều mình rất tự hào về bản thân đó là mình là một người mua sắm tiêu dùng rất thông minh. Dù là ở Úc nhưng mình có thể mua đầy đủ thức ăn, hoa quả, snack cho cả gia đình một tuần chỉ tầm 150 đô, suy ra là 600 đô cả tháng. Con số này tất nhiên là không thể dùng để so sánh khi chúng ta sống ở các quốc gia, thành phố khác nhau và gia đình mỗi người lại có thói quen, sở thích ăn uống khác nhau. Mình cũng rất là thích nấu ăn và trải nghiệm nấu ăn các món từ châu Á tới châu Âu. Tuy nhiên, món Việt, Nhật, Trung vẫn là các món mình thay phiên nhau nấu nhiều nhất. Mình trước nay không thử quen các món lạ, nhưng trong năm mới này mình đặt mục tiêu là sẽ mở rộng vị giác bản thân và thử qua các thức quà từ nhiều quốc gia hơn nữa. Mình thường không dành quá nhiều thời gian cho chăm sóc da, tóc, miệng, dáng.
Nhưng mình có những thói quen đã hình thành từ lâu và mình kết hợp làm thường xuyên hàng ngày, cho nó vào routine để giúp việc bảo trì bảo dưỡng cơ thể mình ở mức tối thiểu. Ở đây mọi người có thể nhìn rõ không, là mình có những cái chấm mụn li ti ở trên mũi này, và đặc biệt là hai cái vùng này khi mà mình đeo kính ấy, dầu nó chảy ra rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi ăn tối với những người bạn người Ý tối nay. Từ trước hôm nay thì mình cũng không có sử dụng make up, mình không có dùng foundation hay gì cả. Thì bước đầu tiên mình đã sử dụng cái moisturizer yêu thích của mình, và nó cũng nâng tông một chút rồi. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng đi chuẩn bị nha. Make up thì mình chỉ có 4 bước cơ bản. Một là che khuyết điểm thâm mắt, sau đó là uốn và chuốt mi. Con gái Việt và đa phần con gái châu Á mình có đặc điểm là mi thẳng hay cụp và khó giữ được độ cong lâu. Thú thực là mình vẫn chưa tìm được ra câu trả lời cho việc uốn mi cong lâu. Nhiều lúc phải ra ngoài cả ngày, nhưng chỉ tầm 1 giờ sau khi ra ngoài là mí mắt mình dần cụp xuống rồi. Trong tương lai nếu tìm ra biện pháp mình sẽ chia sẻ với mọi người, hoặc nếu ai có thử sản phẩm nào thì hãy chia sẻ trong comment nha. Foundation, phấn nền, sau nhiều năm dùng thì nó khá là toxic với da mình, khiến da bị ngộ độc, nên là dù rất khó phải mất một thời gian dài làm quen. Đã 3 năm kể từ khi mình không còn dùng foundation nữa. Má hồng thì lúc mình dùng lúc không, và không có một sản phẩm nhất định nào. Nếu mà mình vô tình vớ được thỏi so nào thì mình sẽ miết ra tay một chút và tán hai má. Tiếp là mình sẽ cười lúc làm để nhìn được da khối. Một điều nữa mình nghĩ chúng ta nên thử đó là tìm ra các kiểu tóc phù hợp với gương mặt. Chất tóc tạo ra những phong cách đa dạng cho bản thân. Mặc dù mình thích nhất vẫn là uốn nóng rồi thả bồng bềnh khi thử những kiểu tóc mới, và đặc biệt là làm cho những dịp nhất định. Ví dụ như đây, mình có búi kiểu Pháp. Mình thấy những điều nhỏ này khiến bản thân rất là vui và khiến mình mong chờ khám phá bản thân hơn nữa trong tương lai. Mình tin là chỉ cần chúng mình yêu bản thân, đặt bản thân là số 1, thì dần dần những điều tốt đẹp sẽ tới với ta. Hãy kiên nhẫn nha chúng mình. Cái tips mà mình nghĩ là sẽ rất hữu ích cho các bạn nữ, đặc biệt là khi mà xịt nước hoa ấy. Nếu như mà các bạn sẽ phải đi ra ngoài, mọi người nên mang theo một cái mini size, nó giống như kiểu là tester đó, thì mọi người cũng rất là tiện, có thể để trong túi và mang đi theo bên mình. Khi nào mà bạn thấy là mình muốn refresh lại một chút thì có thể xịt cái nước hoa nhỏ đó. Một số tips để mà các bạn có thể xịt nước hoa mà nó giữ hương lâu. Mình sẽ chỉ xịt nước hoa ở một số vùng hidden nhất định, và đặc biệt là chỉ khi nào mà đối phương tới rất rất gần mình thì họ mới có thể ngửi được và cảm nhận được. Còn không thì trong những trường hợp bình thường như là chỉ lướt qua nhau, bắt tay, chào hỏi xã giao thì nước hoa sẽ không có một mùi nồng nặc. Cảm giác gợi ra cho đối phương sẽ là bạn là một người sạch sẽ, thơm tho, nhưng mà nó rất là dịu nhẹ ở mức minimum thôi. Còn trong trường hợp mà bạn có đi hẹn hò đúng hai vị trí, đó chính là vị trí đây ngay chỗ này, nghĩa là chỉ khi nào mà
người ta tiến tới rất là gần với mình thì họ mới có thể cảm nhận được rõ hơn cái mùi hương nước hoa đó. Đặc biệt bên này khi chào nhau đó thì là người ta sẽ vỗ vỗ như này đúng không, và bạn sẽ kiểu họ đặt cái gương mặt của họ gần vào làn da của bạn như thế này thì là họ sẽ ngửi thấy cái mùi nước hoa đó. Nếu như mà bạn muốn cái hương nước hoa giữ lâu hơn nha, ví dụ bạn muốn xịt nước hoa ở vùng cổ, ngay cái chỗ cổ tay này, thì bạn có thể bôi một chút Vaseline. Sau khi mà bạn bôi cái Vaseline lên đây, sau đó bạn xoa đều, bạn tán thật là mỏng, sau đó bạn xịt nước hoa, thì cái chất gel đấy nó sẽ giữ lại hương nước hoa rất là lâu, thơm rất là lâu. Ngày hôm nay mình muốn dành thời gian với các bạn cùng thử những món đồ mình mua online trên mạng. Cái cảm giác chốt đơn lúc 2 giờ sáng thực sự rất là thú vị nha. Hiện tại cũng không nhớ rõ chính xác là mình đã order những cái gì. Chưa là hồi nhỏ đó mình thực sự rất là ghét màu hồng. Và tất cả đồ đạc quần áo của mình chỉ có màu đen thôi. Nhưng mà cái màu hồng nó như giống như kiểu nó grown on me vậy. Mặc vào cực kỳ mềm. Ở đây nó còn có hai cái lỗ để cho ngón tay cả. Đó là thông thường thì chúng mình rất là chăm chút để ý tới pha kem chống nắng cho mặt, cho cổ, cho da người. Chúng ta thường quên chăm sóc đôi bàn tay của mình. Khi mà bạn mặc cái áo này ấy, thì nó có cái phần này. Cho nên mình nghĩ điều này rất phù hợp nha. Khi mà bạn lái xe, xe máy, xe ô tô thì đều có thể dễ dàng di chuyển được. Mình rất là ưng cái giá của cái áo này là 49,90 đô. Có một cái rất hay, nó ghi là Made in Việt Nam. Có nghĩa là mình đi một vòng trái đất và mình mua đồ là hàng Việt Nam của mình. Rất tự hào hàng Việt Nam mình. Mình có một thói quen chưa tốt, đó là mình hay đặt hàng online linh tinh trên mạng, kiểu thấy cái gì màu hồng đáng yêu cute là mình sẽ order về, xong rồi để đó không dùng. Khi mà cái dopamine nó biến mất, mình không còn hứng thú với những món đồ đó nữa. Ví dụ như là bộ váy này, lúc mà mình mua mình nghĩ là sẽ mặc cho theme party, hay là một cái bộ vest này nhìn trên mạng mẫu mặc rất là đẹp, mà mua về dù là size nhỏ nhất nhưng trông như kiểu mình đang bơi trong quần, và áo thì khoét quá sâu, nhưng vì mua sale nên mình không thể đổi trả. Và rồi sau một thời gian mình nổi hứng tổng vệ sinh nhà cửa đó, mình lại bỏ hết hoặc là donate tất cả những thứ mình không dùng. Từ đồ make up, trang điểm tới đồ chơi, quần áo, phụ kiện thời trang, túi sách v.v. Mình biết điều này rất là lãng phí và mình quyết tâm sửa đổi thói quen này trong năm nay. Có bạn nào cũng trong tình trạng tương tự và muốn thay đổi, hãy để lại một trái tim trong comment để chúng ta thấy chúng ta không cô đơn nha. Sau một thời gian dài da mặt đẹp thì đã có một vài vấn đề xảy ra với mình. Lý do là mình không tìm hiểu kỹ khi mà thấy có một cái sự thay đổi trên da mặt, và mình đã mắc một sai lầm rất rất cơ bản khiến cho cái skin barrier của da bị tổn thương. Mình sẽ chia sẻ trong video tới thêm về lý do và cách chúng ta nên làm khi mà da mặt bị tổn thương để hồi phục một cách nhanh chóng nhất. Yêu cả nhà, cảm ơn mọi người đã luôn động viên ủng hộ, theo dõi. See ya!